Xin chào mọi người của Hoa và Linh nhé. Xua cái ổ điện này lắm không? Là nổi không lấy kìa, không thùng á.
ở đây này. Thì không còn nơi để. Ba lô của ba đánh để vô góc cửa sổ nữa cho mẹ. Cho mẹ kẹo còn không? Mình nấu ăn lành xong thì